Câu 1, chất xe 5H có tên gọi là gì? Câu 1 ạ. Chất xe 5OH có tên gọi là gì? Câu này dễ quá nhé. Ancol etylic hoặc etanol. Cháu nào mà tô đáp án A là toang. Ôi giời, bị lừa ngay câu số 1. Quá nhục. Etanol em không nhìn thấy có sai à. Ôi giời ơi. Nhục hơn cái con trùng trục các em ạ. Quá buồn ạ. Quá buồn, cái etin lích cơ mà. Ôi giời ơi. Nhục chưa? Công thức phân tử của axit acetic là gì ạ? C3COH. Lừa ngay câu số 1. Câu 3. Tên nào dưới đây ứng với tên ancol trên? Với ancol trên. Vậy anh này ra C C C C C C OH đánh số 1 2 3 4 5. 4 metin. 4 metin. Pentamoron B. Câu 5 ạ. C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol? Nào, 3 4 5 2 4 8 4 có 4. B bỏ. Câu 5 ạ. Ancol nào sau đây không hòa tan CO2 lần tạo dung dịch màu xanh lam? Thì hòa tan CO2 lần để tạo dung dịch màu xanh lam là ancol đa kể. Hòa tan, hòa tan. Hòa tan vậy không hòa tan là B. Câu 6 ạ. 1 gam dung dịch formalin. Thì formalin là bản chất là HCHO. Formalin bản chất là HCHO và một cháu này cho mình ra 4 bạc. Được không ạ? Mình sẽ tìm được số mol bạc của mình là bằng 5,4 chia 108. 5,4 chia 108. Chào tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh Merlin. Hôm nay thầy Minh sẽ chữa full cái đề hóa học lớp 11. 5,4 chia 108 bằng bao nhiêu ạ? 0,05. Vậy suy ngược lại HCSO. 0,05 nhân 1 chia 4. 0,0125. Vậy mình tìm được khối lượng HCSO nhân với 30 chia cho 1 nhân 100% là ra nồng độ phần trăm 37,5% ạ. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 7 ạ. Câu 7 đáp án gì ạ các em? Trong số các phát biểu sau về phenol thì các phát biểu đúng là phenol tan ít trong nước, đúng, nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl. Sai, phenol không tan trong HCl nhá. Phenol có tính axit, dung dịch phenol không là đổi màu quý tím, đúng. Phenol dùng để sản xuất keo dán chất diệt nấm mốc, đúng. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen, chính xác, bởi vì thầy đã phân tích là phenol có nhóm chức OH nên chắc chắn là dễ hơn. 2 3 4. C ạ. Câu 8. Dãy cùng các chất đều phản ứng được với C2H5OH. Lưu ý nha, phản ứng được với C2H5OH. Mình có KOH là không phản ứng, NaOH là không phản ứng. Được chưa? Sắt là không phản ứng. Vậy đáp án đúng đáp án C. Câu 9. Đốt cháy một lượng ancol A mình thu được số mol CO2 là bằng 0,1, số mol nước là 0,2. Vậy suy ra ancol no CNN cộng 2. Được chưa? Đề bài toàn là đơn chức nên chắc chắn là CNH2N cộng 2O. Mình tìm được N cháy là 0,2 trừ 0,1 bằng 0,1. Đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon. 0,1 chia 0,1 bằng 1. Vậy nó là CH3OH. A luôn. Xịn luôn. Câu 10 ạ. Tên gọi của cháu này. Cẩn thận bị lừa nhá. 1, 2, 3. Mạch dài nhất cơ ạ. 5. 3 metin. Pentanan. Nhá. 3 metin pentanan. Đáp án đúng đáp án B. 11. 4,6 gam ancol etylic C2H6O. Số mol là 0,1. Cộng với oxy. Thì ra được 2 thằng CO2 cộng 3 thằng H2O. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. 2 2 là 4, 4 cộng 3 là 7, 7 trừ 1 là 6, 6 chia 2 là 3. Vậy là 0,3. 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng 6,72 lít. Đáp án đúng đáp án A. Câu 12. Rượu nào sau đây dùng để điều chế propanan? Propanan đây. Thì nó phải là cái rượu gì ạ? Cũng phải tương tự, nhóm OH cũng phải nằm ở ngoài. Đây. N-propylix. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 12. Có bao nhiêu chất có phản ứng tráng hương? Các bạn chú ý,
để điều kiện để chán được gương là phải có chó hoặc có HCO. Không có chó này, một chó hai này, không có này, HCO 3 này, HCO 4 này, 1 2 3 4 4 cháu, đáp án đúng đáp án C. HCO có tên gọi là gì? Anhydride formic metanan formaldehyde D, tất cả đều đúng. Câu 15. 17 gam hỗn hợp ancol đơn chức no phản ứng với natri thoát ra hydro, số mol hydro là 0,2. Vậy ở đây câu này chúng ta sẽ sử dụng công thức giải nhanh của thầy, mình sẽ có m muối trừ m ancol mà chia cho 22 thì bằng 2 lần NH2 bằng 0,4. Vậy mình tìm được khối lượng của muối bằng 0,4 nhân 22 cộng m ancol 17 bằng 25,8. Đáp án đúng đáp án gì? Xịn chưa? Câu 16, anhydride no đơn chức bạch khởi có công thức phân tử chung no đơn CnHNO lớn bằng 1. 17. Các công thức chung lần lượt của dãy hỗn hợp nào? Anh này là ancan này. Không phải anken. Anh này là ancol no đơn hở này. Đa chức sai. Ancol no đơn chức mới đúng. D. Ankin, anhydride no đơn chức chính xác. 18 ạ. Hợp chất 2-metin bút 2N. Bút 2N. 2-metin bút 2N là sản phẩm chính của phản ứng tách nước từ anh nào? Sản phẩm chính các em nhá, lưu ý là sản phẩm chính. Thì đây, ưu tiên tách cùng hydro của carbon bậc cao hơn. Đánh số ạ. 1, không đánh số đậy. 1, 2, 3, 4, 3 metin butan 2 on. 3 metin butan 2 on. Dễ. 19, chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử? Acetylene. Dễ nhá. 20, đốt cháy hoàn toàn một anconic, số mol CO2 là 0,15, số mol nước là 0,2. Thấy nở nước lớn hơn nở CO2, vậy chắc chắn ancol này là ancol no. No chứ không thể khẳng định là đơn được nhá. No C ạ. No chứ không thể khẳng định là đơn được đâu. No các em nhá. No chứ đừng có chọn đơn. 21, cho 24,4 gam hỗn hợp gồm 24,4 gam ethanol Ca5H, propan 1 ôn C3H7OH, tác dụng với natri dư thu được khí hydro, số mol là 5,6 chia 2,4 bằng 0,25. Vậy mình đặt cháu này là A, cháu này là B, đúng không ạ? Mình sẽ có giải hệ phương trình 46A cộng 60B bằng 24,4. Phương trình số 2 là phương trình số mol nhóm OH A cộng B bằng 2 lần số mol H2, 2 x 0,25. Đến đây mình tìm được A và B. Bấm máy tính giải hệ 912 46 bằng 60 bằng 24,4 bằng 1 bằng 1 bằng 0,5 bằng A bằng 0,4, B bằng 0,1. Về phần trăm, tổng số mol nó sẽ là bằng 0,5, 0,4 chia cho 0,5 thì bằng 80%. Vậy ethanol là 80% và propan 1-ôn là 20%. Câu 22, đồng đẳng của nhau. Đồng đẳng là công thức phân tử hơn kéo nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhá. Nhưng mà phải có cấu trúc tương đồng nhau. Anh này hoạt đính vào carbon thơm, anh này hoạt đính vào carbon thơm, vậy là Y và E là đồng đẳng của nhau. Y và E là đồng đẳng của nhau nhá. Y và T không phải, cả năm đồng đẳng sai. X xem nào, X và gì ạ? X và T là đồng đẳng của nhau, vậy đáp án đúng là đáp án B. 23, thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt ba chất lỏng này là? Mình nghĩ ngay đến dung dịch brom, nước brom, phenol kết tủa màu trắng, styren mất màu, ancol benzylic không hiện tượng. Đáp án đúng đáp án C. 24, số lượng đồng phân phản ứng tráng gương thì tương đương với nó là anhydride C4H9CHO
3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có 4. C. Xịn chưa? 25. Natri tác dụng hoàn toàn với 20,5 gram hỗn hợp hancol no đơn trước mạch thở CN H2N cộng 2O sinh ra hydro. Số mol hydro bằng 0,2. Vậy số mol ancol 0,2 nhân 1 chia cho 1/2 bằng 0,4. Vậy mình có phân tử khối trung bình của ancol bằng 20,5 chia 0,4 bằng 20,5 chia 0,4 bằng 51,25. Và nó cũng chính bằng là 14N cộng 2 cộng 16 là cộng 18. Và đến đây mình tìm được N trung bình. Trừ đi 18 bằng chia cho 14 bằng 2,375. Anh này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Đề bài nó kế tiếp nên một anh là C2 và một anh là C3. Vậy đáp án đúng là đáp án gì? Xịn nhá. 26, chất này công thức cấu tạo là 1, 1, 2, 3, COH. 1, 2, 3, 4, 5. Tên thường 5 thì tương ứng với lại số 5 của la mã. Số 5 la mã là acid valeric. Đáp án đúng đáp án A. 27, ancol nào sau đây khi tách nước thu được sản phẩm chính là bút 2N? Không có butan 3-ôn. Butan 1-ôn xem nào. Butan 1-ôn OH tách nước thì nó ra được là bút 1N. Bỏ nốt. Đúng chưa? Đề bài nói là bút 2N cơ. Có ai phải ở giữa cơ. Ancol isopropylic cũng không được. Butan 3-ôn không được. 2-metin butan 2-ôn không được. Chẳng có đáp án đúng. Sai hết. 28 ạ. Đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. R trung bình OH. Tác dụng với natri. 9,2 chia cho 23. 0,4. Đơn chức thì tác dụng 1/2 natri thôi nên suy ra số mol của ancol là bằng 0,8. Khối lượng là 15,6. Vậy mình tìm được phân tử khối trung bình bằng 15,6 chia 0,8 bằng 15,6 nhân 1. 0,4 chia 1/2 mà. Ancol đơn chức kế tiếp 9,2 gam natri. 9,2 chia cho 23. Đâu, sorry, đây là tác dụng cùng chứ. 1,1 chứ, sorry. 1,1. 0,4. Chia 0,4 bằng 15,6 chia 0,4 bằng 39. 39 này lớn hơn 32. Nhỏ hơn 46. Nên đáp án đúng là đáp án gì? 29 á. Tổng số phương trình sẽ xảy ra. Phenol tác dụng với natri là 1. Phenol tác dụng NaOH là 2. Phenol không tác dụng với N2CO3, phenol tác dụng với brom là 3. Bà cháu nhá. Ancol ethylic tác dụng natri là 1, không tác dụng với NaOH, không tác dụng N2CO3, không tác dụng với brom. Ancol anilic là cháu này. Tác dụng natri, không tác dụng NaOH, không tác dụng N2CO3, tác dụng với brom. Vậy mình tổng cộng mình sẽ có là 1 2 3 4 5 6, 6 phản ứng ạ. C. Một câu rất hay. Câu 30. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu AB thu được hỗn hợp gồm các olefin AB trừ nước từ hỗn hợp X anken đốt cháy Y cộng oxy thu được CO2 0,66 chia 44 bằng 0,015. Với đốt cháy anken thì mình cũng thu được CO2. H2O bảo toàn carbon thì carbon chú hết ở đây. Mà đốt cháy anken thì N nước bằng NCO2. Vậy tổng khối lượng CO2 là nước 44 cộng 18 bằng 0,93 gram. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 31. Oxy hóa 9,2 gram hữu cơ X thì cần vừa đủ. Oxy là 0,6. X 9,2 cộng oxy 0,6 thu được CO2 H2O
Đặt số mol C2 là A, số mol 2O là B, hệ phương trình, bảo toàn khối lượng. 44A cộng 18B bằng 9,2 cộng 0,6 nhân 32. Phương trình thứ hai là khối lượng của CO2 hơn khối lượng của nước là 6,8. Vậy là 44A trừ 18B bằng 6,8. Tại hệ 44 bằng 18 bằng 9,2 cộng với 0,6 nhân 32 bằng 44 bằng trừ 18 bằng 6,8 bằng A bằng 0,4, B bằng 0,6, N nước lớn N CO2. Vậy chắc chắn khả năng cao nó sẽ là ancol. Lớn hơn là CnH2n cộng 2O. Số mol cháy là 0,6 trừ 0,4 bằng 0,2. Vậy số nguyên tử carbon nó bằng là 0,4 chia 0,2 bằng 2. Suy ra cháu nó là C2H6O. Tương ứng với là C2H5OH. Đáp án đúng đáp án dễ. Quá dễ. Câu 32 ạ. Cho 0,87 gam một anhít đơn chức, số mol bạc 0,03. Trường hợp số 1, nó là RCSO khác HCSO thì cho ra 2 bạc. Bạc là 0,03. Suy ra nó là 0,015. Suy ra phân tử khối của RCSO bằng 0,87 là khối lượng chia 0,015 bằng 0,87 chia 0,015 bằng 58. Vậy suy ra R bằng 29. Vậy suy ra nó là C2H5CSO. Dễ. Xịn luôn. Ba bạn. Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol ancol A. Mình nhìn này, no. Vậy đặt ancol A chúng ta là no. CnH2n cộng 2O. X cộng oxy tạo thành CO2 cộng H2O nhá. Đây là N cộng 1, đúng không ạ? 2N cộng 1 là 3N cộng 1 chứa X chia 2. Anh này là 0,35. Đây 31,36 ạ. Chia 2,4 1,4. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ có 1,4 thì bằng 0,35 nhân 3N cộng 1 trừ X chia 2. Đến đây mình suy ra mình sẽ có 1,4 này nhân 2 chia 0,35 bằng trừ 1 bằng 3N cộng 1, sorry, 3N trừ X, 3N trừ X bằng 7. Lập bảng. X, N, X bằng 1, N loại, N chẵn mà. X bằng 2, N bằng 3. Đúng không? 7 cộng 2 là 99, chia 3 bằng 3. Vậy suy ra cho nó là C3H8O2. C. Xịn luận. 34 ạ. Ancol non đơn chức số mol hydro bằng 0,1. Vậy số mol ancol bằng 0,2. Vậy phân tử khối của ancol là bằng 46. 9,2 chia 0,2 bằng 46. Chọn B luôn. 35 ạ. Cho 20 ml ancol dielic của ống nghiệm đã cho sẵn vài viên đá bột CH5OH đi qua H24 đặc, lắc đều đun nóng. Đây là tách nước. Hydrocarbon là CH4 ethylene. 36 ạ. 36 muốn giải được nhanh, các bạn lưu ý cho thầy một cái chú ý như sau. Là ở cùng một điều kiện thì mình có thể coi thể tích là số mol để tính toán bình thường. X20 chỉ gồm CHO, CX, HI, OZ. Cần vật oxy 110, thu được 160
CO2, H2O, khả năng cao có oxy dư. Dẫn đi qua H2O4 đặc dư thì còn lại 80 lít khí. Thì giữ lại nước. Đi qua H2SO4 đặc. Thì nó sẽ chỉ còn lại là CO2 và oxy 80. Vậy giảm đi chính là nước 160 trừ 80 bằng 80. Nước là 80. Được chưa? Biết thể tích cùng đo điều kiện công thức phân tử của X. Đấy, nó lại khoai như vậy. Nó lại khoai như vậy ạ. Thế thì bây giờ thế này đi. 80 thì ngay tức mình đã suy được là số nguyên tử carbon là bằng 80 chia 20 là bằng 4 rồi. Vậy loại đáp án gì? Thứ hai ạ. Chắc chắn là số mol của CO2 đây là số nguyên tử hydro chứ, lỗi. Đây là 80 hydro, hydro bằng 80 nhân 2 chia 20 bằng 8. 8 này chẳng loại được thằng nào cả. Tất ở đâu 8 loại được. 8 mình loại được anh này C4H10 này. Đúng chưa? Tiếp theo này mình có là số mol CO2 này phải nhỏ hơn 80. Suy ra số nguyên tử carbon phải nhỏ hơn 80 chia 20 bằng 4, carbon phải nhỏ hơn 4. Không được bằng 4. Loại gì? Skill kinh không? 37. Trung hòa 16,6 gram. Acid acetic CH3COH. Acid formic HCOH bằng NaOH. Thu được muối CH3COONa. HCOONa 23,2 gam. A, B giải hệ thôi. 60A cộng với 44B cộng 46B bằng 16,6. Phương trình thứ hai, đây là A, đây là B. 82A cộng 68B bằng 23,2. Đến đây mình tìm được A và B. 60 bằng 46 bằng 16,6 bằng 82 bằng 68 bằng 23,2 bằng A bằng 0,2, B bằng 0,1. Vậy phần trăm khối lượng 0,2 nhân 60 chia 16,6 bằng 72,28. Đáp án đúng đáp án này. Xịn luôn. 38. Để trung hòa 180g dung dịch của một axit no, vậy mình tìm được khối lượng nó luôn. 0,074 nhân 150 bằng 11,1g. Cần dùng số mol NaOH là 0,15. Vậy tìm được phân tử khối của axit 11,1 chia 0,15. 74 mình nghĩ ngay nó là C3H6O2. Chính là C2H5 COH acid propanol OX. 39. 39 có rất hay đây. 39 quy đổi. 39 quy đổi không nhỉ? 126 nước hydro. À, không quy đổi đâu, nhìn lại xem nào, anh này là gì? C3H4O C5H6O C6H8O2 CH4O2. Thế thì C6H8O2 cũng chính là C3H4O. CH4O2 chính là, thế là mới chỉ có 2 ẩn thôi, chưa được. C6H8O2 chính là C3H4O mà. C5H6O. Thôi cứ viết đã. 122,6 gram C3H4O này, C5H6O này, C3H8O2 chính là C3H4O này. C2H4O2 chính là C H2O. H2O này. Thế thì tách về carbon và nước cũng không được. Đây là chỉ có 2 ẩn thôi.
Nó yêu cầu mình tìm nước. Mình xem thằng này cháy đi. Thằng này cháy thì ra được 3CO2 cộng với lại 2H2O. Anh này cháy ra được 5CO2 cộng với lại 3H2O. Anh này cháy ra được 3CO2 cộng với 2H2O. Không được. Nó không có gì. 1CO2 cộng 2H2O. Không không không. Cháy này không ra gì được. Nó không có điểm gì chung. Đây ạ. Cộng này. Cộng này. Cộng với oxy thu được này. CO2 này. H2O này. Số mol CO2 chúng ta bằng 132,16 chia 2,4 bằng 5,9. Rồi. Có bạn bảo quy về CH và OH. Chậm. Nhìn nhá, nhìn kỹ. Đế bẩn. A, B, C, D. 4 ẩn. 1 dữ kiện, 2 dữ kiện, mình được quyền gạch 2 ẩn. Gạch, gạch. Dạ. 12 nhân 3 cộng 4 cộng 16 bằng phân tử khối 56A. Cộng 12 nhân 5 cộng 6 cộng 16 bằng 82B. 122,6. Phương trình thứ hai bảo toàn carbon. 3 cộng 5B bằng 5,9. Ra B. 56 bằng 82 bằng 122,6 bằng 3 bằng 5 bằng 5,9 bằng A bằng 3,8. B bằng âm 1,1. Vậy tìm được nước. 3,8 nhân 4 trừ 1,1 nhân 6 chia 2. 3,8. 3,8 nhân 4 trừ 1,1 nhân 6 bằng chia 3,8 nhân 4 trừ 1,1 nhân 6 bằng chia 2 bằng 4,3. 43 nhân 18 77,4. Đáp án đúng là đáp án D, đáp án khác. Xịn chưa? 40 câu cuối cùng. Hóa chất hữu cơ X chứa vòng benzen công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất. Phân tử trùng đơn giản nhất. Ôi xong rồi. MC, MH, MO. CX, HI, OZ, X chia Y chia Z bằng 21 chia 12. 2 chia 1. 8 chia 16 bằng 1,75 chia 2 chia 0,5. Vậy nó sẽ bằng là 1,75 nhân 2. 3,5 chia 4 chia 1 tròn nữa là 7 chia 8 chia 2. Vậy công thức đơn giản nhất là C7H8O2. X phản ứng hoàn toàn với natri thì thu được số mol hydro. X phản ứng với natri thì thu được số mol hydro bằng số mol X đã phản ứng 1,1. Điều này chứng tỏ tương đương với hai nhóm OH. Vẽ thôi, hai nhóm OH. C7 phải là 1. Và hai nhóm OH chạy, đúng không ạ? Cố định một thằng OH đây đi. À thế thì hai thằng OH đi. Cho một thằng carbon chạy. 1,2. Ba, bốn, năm. Sáu, 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 sáu. Bảy, tám, chín. Được chưa? Vậy ta có tổng cộng có chín. Xin không? Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho ông ta chinh phục để dự đoán một trong số những cái đề rất là hay của văn hóa học lớp 11. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi live stream chữa đề này của thầy. Và nhớ rằng nếu muốn học hóa đỉnh cao lấy 9 cộng, nhớ hãy đăng ký khóa học thầy mình. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Học hóa thầy mình để VIP Pro. Bye bye, chào tạm biệt. Chúc các em ngủ ngon.